Bệnh bạch biến là một bệnh tự miễn, là hiện tượng các tố của da bị rối loạn do sự phá hủy và mất đi tế bào sinh sắc tố. Bệnh bạch biến có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính và làm ảnh hưởng tới mặt thẩm mỹ. Nguyên nhân gây bệnh bạch biến, nguyên nhân chính xác gây bệnh bạch biến tới nay vẫn chưa được kết luận cụ thể. Có một vài nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố di truyền và tự miễn dịch là nguyên nhân gây bệnh. Ngoài ra, yếu tố rối loạn thần kinh, xúc động, căng thẳng thần kinh, rối loạn giao cảm, biến số bệnh bạch biến liên quan đến tối đa sức năng như biến nốt nổi thượng hành hoặc từng tuyến chấm yên hoặc láng da màu và chấm cũng đã làm da biến tăng có nguy cơ giới mắc rõ bạch biến biến da lành xung quanh chấm màu hơn da trên đáng bạch biến vẫn bình thường. Không bị teo, không đau ngứa, lông trên đáng bạch biến cũng bị trắng như cước. Bệnh bạch biến thường gặp nhiều ở mu bàn tay, cổ tay, cẳng tay, lưng, cổ, vùng mặt và vùng sinh dục. Bệnh có thể lan rộng ra sang những vùng da khác xung quanh. Bệnh bạch biến thường tiến triển không theo quy luật. Chúng ta không thể biết bệnh khởi phát khi nào. Bệnh có thể xuất hiện ngay sau một chấn thương tinh thần hoặc chấn thương thể chất nặng. Bệnh bạch biến thường tiến triển mãn tính, tăng lên vào mùa hè, giảm đi vào mùa đông hoặc ổn định lâu dài. Tổn thương bạch biến có thể khu trú hoặc giải rác, đối xứng, hình tròn, bầu dục hoặc nhiều cạnh nham nhở như bản đồ. Bệnh bạch biến có 1-5-30% tự khỏi. Điều trị bệnh bạch biến bằng y học cổ truyền tại tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh những phương pháp chữa bệnh bạch biến nêu trên, ở Việt Nam nhiều bệnh nhân vẫn chọn cách điều trị bằng thuốc y học cổ truyền. Đây là những bài thuốc được đúc kết ở kinh nghiệm từ lâu đời của cha ông ta nên hoàn toàn phù hợp với cơ địa của người Việt, tránh được nguy cơ cảm ứng hay dị ứng thuốc. Điểm mạnh của bài thuốc y học cổ truyền là sự lành tính và hiệu quả lâu dài với thành phần là những cây thuốc quý trong dân gian. Hiện tại, chúng tôi có một bài thuốc bí truyền từ nhiều đời nay của cha ông cùng với quá trình tiếp xúc quản lý nghiêm ngặt. Thuốc được sử dụng đơn giản, không gây kích ứng da, đặc biệt là hiệu quả không bị phát sau khi đã điều trị khỏi bệnh, đang được người bệnh tin dùng bởi sự hiệu quả cũng như giá cả phải chăng. Với liệu trình lọ 100 bôi ngày 3 lần giúp bạn ngăn ngừa căn bệnh bạch biến từ nguồn gốc của bệnh đến những tổn thương ngoài da, đem lại cho bệnh nhân một làn da khỏe đẹp, sự tự tin vốn có. Trong quá trình sử dụng, bạn cần kiêng cá mè thịt chó để hiệu quả của thuốc đạt mức tối đa. Chúng tôi cam kết hoàn tiền nếu không hiệu quả. Để được tư vấn về căn bệnh bạch biến cũng như cách sử dụng sản phẩm sao cho hiệu quả, bạn hãy gọi điện đến số 0123417577.